Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cảng hàng không Đồng Hới. Quảng Ninh được mùa lũ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra đại hội đại biểu cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai. Sự hội nghị về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bính, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Đăng Quang, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng ban đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và 180 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2,2 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Về phía ủy ban dân tộc có đồng chí Nguyễn Thị Tư, vụ trưởng vụ dân tộc thiểu số. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của tỉnh Quảng Bình từ sau đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất đến nay. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chương trình 134, 135, chính sách di dân, định canh, định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, nghị quyết 30A và các chương trình, chính sách khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường nên sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển hơn trước, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, trong đó có gần 200 hộ dân có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Song song với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho đồng bào, trên các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến quan trọng, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tạo được những chuyển biến tích cực trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Kính thưa đại hội, có thể khẳng định rằng kết quả đã được 5 năm thực hiện chương trình hành động và quyết tâm thư của đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất là rất lớn. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và phát huy, đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, một số nơi bước đầu tạo ra sản phẩm hàng hóa, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có sự chuyển biến tích cực. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn miền núi được quan tâm, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người dân tộc được tăng dần qua hàng năm, chất lượng hiệu quả công tác từng bước được nâng lên, hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng đi vào nền nếp, nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số có sự chuyển biến rõ rệt, tính trong trời lại từng bước được cải thiện, các cuộc tục lạc hậu dần được loại bỏ. Để tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019 xác định phải tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bình, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã ôn lại chặng đường lịch sử, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với các dân tộc trong cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình cũng đã cùng quân và dân trong tỉnh không ngại hy sinh gian khổ, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần yêu nước, đóng góp sức người, sức của để góp phần cùng cả nước, cả tỉnh đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước quê hương. Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên. Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, diện mạo vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thưa đại hội, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đảng, nhà nước ta luôn luôn khẳng định công tác dân tộc là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 đã khẳng định đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là quan điểm nhất quán, đòi hỏi đại hội chúng ta phải quán triệt một cách sâu sắc, từ đó tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc theo quan điểm của Đảng. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đặt trình bày tại đại hội, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề như sau. Thứ nhất, trên cơ sở xác định vai trò vị trí quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, được cả âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc để chống phá sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của chúng ta. Đi liền với nhiệm vụ trên, cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Thứ hai, căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh để lựa chọn các công trình ưu tiên trong việc phát triển vùng đồng bào dân tộc, chú trọng tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, trước hết là điện, đường, trường, trạm y tế, chờ cả công trình nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, vân vân. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhằm phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh để vùng đồng bào dân tộc sớm hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh, của nước và khu vực. Xứng đáng là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, nhất là các dân tộc thiểu số ít người, đời sống còn khó khăn và còn lạc hậu. Thứ ba, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch phát triển cây con cho từng vùng, phát huy lợi thế so sánh cho quy hoạch phát triển vừa đảm bảo điều kiện sản xuất cho đồng bào, vừa phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Đẩy mạnh giao đất giao rừng để đồng bào yên tâm lao động sản xuất, tận dụng diện tích đất trống, đồi núi trọc hoặc nương rẫy cù để đồng bào trồng rừng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ, phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng dân tộc miền núi để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ đồng bào phát triển chăn nuôi đại gia súc, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế rừng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có chính sách ưu tiên và thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản trong vùng để tạo điều kiện cho đồng bào đẩy mạnh sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Cần quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào của dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, tuyên truyền vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố và duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc, quan tâm công tác phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ tư là tăng cường quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hậu phương biên phòng tại chỗ, hình thành thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng cụm dân cư biên giới đối với các bản ở những vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định xã hội, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối ngoại trong quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung biên giới của chúng ta, đó là tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa Văn Na Khệt. Thứ năm là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức đảng và đảng viên,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và thực hiện chính sách thu hút cán bộ, nhất là sinh viên ra trường là người dân tộc thiểu số để công tác tại vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường sự phối hợp của các ngành với mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các chính sách biện pháp cụ thể, động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi đề nghị đồng bào chúng ta hãy phát huy tính tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, ra sức thi đua, hăng hái trong lao động sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của các dân tộc thiểu số trong tỉnh ta. Nhân đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, đồng chí Lương Ngọc Bình đã trao tặng đại hội bức trưởng mang dòng chữ cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Thay mặt Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc thiểu số Nguyễn Thị Tư đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc ở tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Dân tộc thiểu số cũng đã chuyển lời của đồng chí Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về một số vấn đề cần lưu ý trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc thiểu số Nguyễn Thị Thư cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cung cấp lần thứ nhất năm 2009. Đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai, cũng đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014. Chiều nay 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Cảng hàng không Đồng Hới về tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua, kế hoạch hoạt động thời gian tới. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Cảng hàng không Đồng Hới, 9 tháng đầu năm 2014, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không Đồng Hới vẫn có bước tăng trưởng khá, số chuyến bay và lượng hành khách tăng so với năm 2013. Cụ thể, 9 tháng đầu năm có thêm 1.000 lần cất hạ cánh tại Cảng hàng không Đồng Hới, đạt trên 111% kế hoạch năm. Tổng số lượng hành khách đi và đến đạt trên 95.000 khách, đạt trên 108% kế hoạch. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển gần 144 tấn. Đặc biệt, Cảng hàng không Đồng Hới đã triển khai xây dựng và hoàn thành bãi hiệu chuẩn đối với dự án đầu tư hệ thống hạ cánh chính xác ILS về hệ thống đèn hiệu hàng không. Cảng hàng không Đồng Hới được đánh giá là một trong 8 cảng hàng không có hệ thống kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trên toàn quốc và là một trong 3 cảng hàng không có đường tuần tra an ninh tốt nhất cả nước hiện nay. Tuy nhiên, so với điều kiện của một cảng hàng không khá đồng bộ và hiện đại như Cảng hàng không Đồng Hới thì mức tăng trưởng trong khai thác vẫn chưa cao, lượng khách đi và đến vẫn đạt tỷ lệ vừa phải, không có bước đột phá. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới đã nêu một số đề xuất kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, đó là sau khi đưa hệ thống ILS đèn hiệu hàng không vào hoạt động, năng lực khai thác của cảng chuyển từ khai thác 12/24 giờ sang 24/24 giờ. Vì vậy, cảng đề nghị tỉnh xúc tiến các hãng hàng không tăng tần suất chuyển bay đến Đồng Hới và mở rộng mạng đường bay, đề nghị tỉnh có dự báo tăng trưởng du khách và nhà đầu tư đến Quảng Bình để đơn vị có cơ sở đầu tư khai thác. Đơn vị cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để mở rộng sân đỗ máy bay, bố trí thêm vị trí đỗ máy bay. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng vụ hàng không miền Bắc trong việc tổ chức tốt các hoạt động khai thác, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, với những điều kiện thuận lợi hiện nay, Cảng hàng không Đồng Hới vẫn chưa thực sự khai thác hết những lợi thế để nâng tầm và xây dựng thương hiệu sân bay Đồng Hới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, giao cho ngành giao thông vận tải phối hợp với Cảng hàng không Đồng Hới
làm việc cụ thể với hãng hàng không Việt Nam Airlines để tăng tần suất chuyến bay, đồng thời làm việc với các hãng máy bay giá rẻ khác để tăng thêm tính cạnh tranh, hạn chế việc kinh doanh độc quyền như hiện nay. Ngoài nâng cao hiệu quả khai thác, cảng hàng không Đồng Hới cần chú trọng đến chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan là huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới triển khai tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vấn đề về giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo cho cảng hàng không Đồng Hới hoạt động ngày càng tốt hơn. Sáng nay 10 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xã giao bà Jisoo Naken, Phó trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam về tiến độ thực hiện dự án tăng cường hệ thống y tế của Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Tiến Dũng đã giới thiệu tổng quan điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình những tháng đầu năm 2014 và thông báo thực trạng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của người dân trên địa bàn. Về tiến độ thực hiện dự án tăng cường hệ thống y tế của Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là dự án có tầm quan trọng đối với việc thay đổi nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình mong muốn Quỹ dân số Liên hợp quốc sớm có những điều chỉnh phù hợp để dự án nhanh chóng được triển khai trên các địa bàn hưởng lợi. Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình cũng cam kết bố trí đủ nguồn vốn đối ứng góp phần giúp dự án hoạt động hiệu quả. Bà Jisoo Naken, Phó trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, đã cảm ơn sự đón tiếp chủ đạo của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình và cho biết hiện nay Quỹ dân số Liên hợp quốc đang tích cực huy động tập hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong việc cải thiện nhận thức cho người dân về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là những người dân còn nhiều khó khăn, trong đó đối tượng được dự án hướng đến là thanh niên và vị thanh niên, đồng thời quan tâm hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế, hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thông tin sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương được hưởng lợi. Cũng trong sáng nay 10 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với phương châm chỉ đạo đồng thuận cao, thi đua giỏi về đích sớm của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Quảng Bình đã phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, mạnh mẽ và rộng khắp, được cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gần với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt thông qua được thi đua cao điểm với chủ đề Quảng Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi với đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 4 tháng 10 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoạt động, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, quá trình hình thành và phát triển địa danh Quảng Bình. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí Trần Tiến Dũng mong muốn thời gian tới Quảng Bình tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Nội vụ để công tác thi đua khen thưởng ở tỉnh Quảng Bình triển khai hiệu quả hơn. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Quảng Bình, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, quy định, bộ luật sửa đổi công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, kịp thời phát hiện, động viên khen thưởng, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến, hoạt động các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc ra soát đối tượng khen thưởng kháng chiến, đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng quy định. Nhằm đa dạng thêm cả sản phẩm du lịch, phá vỡ tính chất mùa vụ trong hoạt động du lịch để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Vừa qua, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã đầu tư gần 7 tỷ đồng và đưa vào sử dụng loại hình dịch vụ du lịch mới, đua xe trên không zip line tại tuyến du lịch sông chay hang tối của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Chiều hôm qua 19 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ và cắt băng khánh thành tour du lịch hấp dẫn này. Theo đó, kể từ nay, khi đến với tuyến du lịch sông chay hang tối, du khách đam mê khám phá mạo hiểm sẽ được đua xe trên không 400m để vào hang tối. Sau khi hoàn thành hành trình khám phá hang tối, du khách sẽ được tham gia cả trò chơi đua xe zip line và cả trò chơi tắm sông chay.
Đây là dịch vụ du lịch mới đánh dấu bước đột phá trong việc đa dạng hóa các loại hình du lịch nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho sự phát triển của các mô hình du lịch tầm cỡ trong tương lai của Quảng Bình. Nhờ vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, Quảng Bình đã đón gần 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 138% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 40.000 lượt người, tăng 37,2%. Doanh thu khách sạn nhà hàng du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Phát biểu tại lễ khai trương Tour du lịch Zip Line khảo phá sông Chài tháng tối, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đạt được trong thời gian qua, trong việc mở thêm các tour tuyến du lịch mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, khi đưa tuyến du lịch mới này vào khai thác, Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cần đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái cho di sản. Sáng nay 10 tháng 9, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức liên hoan tiếng học dành cho người khiếm thị tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2014. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Tham dự liên hoan tiếng học dành cho người khiếm thị tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất có 16 thí sinh là hội viên Hội Người mù các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày với các nội dung thi như thao tác công việc trên phần mềm chuyên dụng, xử lý tập tin và thư mục trong ổ cứng, nhân sang các dữ liệu và các nội dung liên quan đến Internet. Ngoài mục đích nâng cao trình độ tin học và nhận thức đúng vai trò thiết thực của công nghệ thông tin trong đời sống của hội viên, liên hoan nhằm phát hiện những hạt nhân tin học mới để Ban Thường vụ Tỉnh hội có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt về phong trào dạy và học tin học cho các đơn vị. Qua liên hoan, Tỉnh Hội Người mù Quảng Bình sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự liên hoan tin học dành cho người mù toàn quốc vào tháng 10 năm 2014. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Quảng Trạch. Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm A H5N6. Quảng Ninh được mùa lúa hè thu. Hôm nay 10 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Quảng Trạch. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trong năm 2013. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra, huyện Quảng Trạch đã lên phương án và các kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong năm 2014. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phòng là chính, chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng và phương tiện, sẵn sàng cơ động ứng cứu, tìm kiếm, cứu nạn hiệu quả và kịp thời, xử lý tốt các tình huống khi có lụt bão và thiên tai xảy ra. Dự kiến tình huống, phương án phòng chống cứu hộ cứu nạn ở những khu vực thường xuyên bị lũ lụt, ngập úng như xã Phù Hòa, xã Cảnh Hòa, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét như xã Quảng Hợp, Quảng Thành, khu vực ảnh hưởng khi có sóng thần. Đối với trường hợp mưa bão kéo dài, nước dâng cao làm vỡ đập hồ vực Tròn, Tiên Lang, Trung Thuần, sông Thai, Vân Tiền, huyện cũng đã liệt kê các xã bị ảnh hưởng, đồng thời lên phương án di dời dân, các lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu trong từng trường hợp cụ thể. Tại đây, các địa phương cũng đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như ý thức của người dân còn hạn chế, không chủ động di dời trong những trường hợp khẩn cấp, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho ngư dân vẫn chưa đảm bảo an toàn. Một số địa phương đề xuất hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng như các hồ chứa nước, kè chống trời lở. Đại diện các sở ban ngành cũng có ý kiến xung quanh phương án và kế hoạch phòng chống lụt bão của huyện và các địa phương, trong đó yêu cầu lên kế hoạch cụ thể hơn nữa về nguồn lương thực, thuộc vật tư y tế dự trữ. Thực hiện phòng chống lụt bão phải gắn với phương châm bốn tại chỗ, tránh tư tưởng chủ quan, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết để ứng phó kịp thời. Hiện nay, một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một số đàn gia cầm dương tính với virus cúm A H5N6. Trước tình hình đó, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn không cho dịch cúm gia cầm phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh. Tính riêng trong tháng 8 năm 2014, hai trạm kiểm dịch động vật ở phía Bắc và Nam Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 750 xe chở động vật, các sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn tỉnh.
Trạm đã thực hiện đầy đủ các quy trình về kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo động vật, sản phẩm động vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã được cơ quan thú y kiểm dịch, đồng thời thực hiện phun thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng theo quy định. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả, Chi cục thú y đã triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014 từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Phân bổ đầy đủ 96.400 liều vaccine lở mồm long móng, trên 648.000 liều vaccine cúm gia cầm, 173.000 liều vaccine dịch tả lợn và 122.000 liều vaccine tu huyết trùng về cho các địa phương nhằm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014. Nhờ thời tiết thuận lợi, kết hợp với giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ cho ngư dân để bắt xa bờ, nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Quảng Trạch đến nay ước đạt trên 4.000 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, bà con ngư dân đang tích cực bám biển khai thác thủy sản và khẩn trương thu hoạch tôm nuôi vụ hè thu để chuẩn bị thả nuôi vụ đông xuân. Ngay từ đầu vụ, các hộ dân đã chủ trồng, đầu tư, nâng cấp các đầm nuôi, hệ thống công trình nuôi, điều tiết nước hợp lý, chất lượng con giống đã được cải thiện. Đến nay, sản lượng nuôi trồng ở huyện Quảng Trạch đạt trên 184.000 tấn. Các hộ nuôi đã thả được khoảng 20 triệu con tôm thẻ chân trắng, trong đó xã Quảng Trường 9 triệu con, Quảng Liên 3 triệu con, Phú Hòa 8 triệu con. Trên lĩnh vực khai thác đánh bắt thủy sản, cùng với việc đẩy mạnh ra soát tổng kê số lượng tàu cá, Quảng Trạch còn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực bám biển sản xuất, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và hướng dẫn người dân những cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh vực khai thác thủy sản, nhất là chính sách đối với các tàu khai thác trên những vùng biển xa. Từ sự tuyên truyền hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn sửa chữa và đồng mời tàu thuyền để vươn khơi. Đến nay, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 3.800 tấn. Sáng nay 10 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đã tổ chức hội thảo đầu tư về giống lúa mới chất lượng cao vụ hè thu năm 2014. Qua đánh giá các mô hình thử nghiệm trên địa bàn xã Đức Ninh cho thấy các giống lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn, như giống lúa SV181 sinh trưởng từ 82 đến 85 ngày, giống lúa SV46 là từ 92 đến 95 ngày, giống nếp SVN1 là 100 ngày. Các giống mới đều cho năng suất cao từ 55 đến 65 tạ trên 1 hecta trong một vụ. Gạo trong, cơm mềm, mùi thơm nhẹ phù hợp với sản xuất hai vụ trong năm. Tất cả các giống lúa mới chưa thể xuất hiện những các loại sâu bệnh như sâu đục thân, sâu quần lạ, bệnh đầu ôn. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những thuận lợi và khó khăn khi triển khai hệ thống thâm canh giống lúa mới, đề xuất hướng giải quyết, tăng cường hợp tác với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, nhân rộng ứng dụng giống lúa mới trên các địa bàn của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Thông qua hội thảo nhằm giúp nhiều hộ nông dân được tiếp cận với phương pháp canh tác lúa hiệu quả, góp phần tăng năng suất, đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương, đồng thời khuyến khích nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác mới trên đồng ruộng. Thưa quý vị và các bạn, năm nay nông dân huyện Quảng Ninh được mùa lúa vụ hè thu. Với phương châm xanh nhà hơn xa đông, những ngày nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu để tránh thiệt hại do mưa lũ. Vụ hè thu năm nay, trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, công tác phòng trừ sâu bệnh và chuột hại lúa đã được chỉ đạo quyết liệt. Hồ rào đá cung cấp đủ nước tưới tiêu cho sản xuất nên diện tích gieo cấy của huyện Quảng Ninh đạt trên 2.800 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong vụ hè thu này, Quảng Ninh tập trung đưa các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn như P6, P6 đột biến, các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với từng chân đất như hạt tiếp 1, lúa lai, tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trên 85% nhằm đảm bảo ổn định năng suất và thời gian thu hoạch. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới chất lượng vào sản xuất, như vậy thì cái năng suất nó cũng rất là cao. Đặc biệt có một số tác xã, một số thôn, nhất là Trúc Ly ở cái vùng đồng Hàm Ninh. Nhờ có nguồn nước của đầu đá cho nên cái năng suất của vụ hè thu nó cao nhất từ trước đến nay, đạt 60 tạ trên ha. Đặc biệt là tất cả đã mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất cái giống CXT30, như vậy năng suất bình quân 60 tạ trên ha, và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Thiệp một số diện tích cũng đạt 60 tạ trên ha. Năng suất bình quân của toàn xã đối với cái diện tích gieo cấy của vụ hè thu năm nay thì như vậy đạt 50 tạ trên ha, bình quân của cả xã. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, vụ hè thu năm nay, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã huy động nhiều máy gặt đập liên hoàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Vụ hè thu của hợp tác xã của huyện thì nhìn chung là hợp tác xã bám sát lịch gieo cấy của huyện và tuân thủ tất cả mọi cái chỉ đạo của ủy ban xã thì thực hiện
thì một vụ vừa rồi, vụ hè thu năm nay là nhìn chung là so người đánh giá là được mùa từ trước đến nay vụ hè thu, cho nên tinh thần bà con rất phấn khởi. So với mọi năm, vụ hè thu năm nay ở Quảng Ninh được đánh giá là được mùa nhất trong nhiều năm trở lại đây, với năng suất bình quân đạt hơn 53 tạ một hecta, tổng sản lượng đạt gần 14.800 tấn. So với vụ hè thu năm ngoái, năng suất thu hoạch bình quân tăng hơn 11 tạ một hecta, tổng sản lượng tăng hơn 3.700 tấn. Đặc biệt các giống lúa mới đưa vào sản xuất như CXT30, SV47, SV48, SVN1 cho năng suất từ 60 đến 65 tạ một hecta. Kết quả này đã tạo động lực để bà con nông dân có thêm niềm tin, phấn đấu tăng diện tích sản xuất trong những năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Hè thu nia là nông dân tuy rất phấn khởi là được mua, tuy có gió nam bão nhưng là không thất thoát gì hết. Đến nay toàn huyện Quảng Ninh đã thu hoạch xong 80% diện tích, với chủ trương lúa chỉ đến đâu thu hoạch nhanh đến đó, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa hè thu trước ngày 15 tháng 9 năm 2014. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9 mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.